Trang mến chào các em học sinh Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập ôn tập chương 6 Ở trang 16, 17, 18 A. câu hỏi trắc nghiệm 1. Phát biểu nào sau đây là sai? Sai Nếu AD bằng BC Với ABCD khác không Thì mình có cái đẳng thức nào? Mình có cái tỷ lệ thức nào? và à, chú ý là chúng ta tìm đáp án sai thì các em chú ý nè à, theo tính chất của tỷ lệ thức nếu mà chúng ta có AB mà bằng CD thì mình sẽ suy ra được là A nhân D bằng B nhân C đó mình dựa vào đây ha đây mình nhìn này mình nhắn chéo này AD bằng BC AD bằng BC như đây là đúng rồi mình đang tìm cái sai đó thay vì từ đây mình suy ra mấy cái này thì từ mấy cái này mình suy ngược lại nó sẽ nhanh hơn ha đây AD bằng BC nè AD bằng BC vậy đây cũng đúng rồi đây là AD bằng BC AD bằng BC đúng luôn còn cái này là DC bằng AB DC bằng AB à nó khác với cái này đúng không như vậy thì đây là đáp án sai đó ba bạn này đúng ha bạn này sai ba bạn này đều cho ra là AD bằng BC AD bằng BC AD bằng BC Rồi mình qua câu 2 Cho dãy tỉ số bằng nhau Phát biểu nào sau đây là đúng à, Chúng ta tìm phát biểu đúng Thì Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Nếu ở đây cộng thì chỗ này cộng, chỗ này trừ thì chỗ này trừ. À, trên đây là sai rồi tương tự đây cũng vậy trừ thì tương ứng với trừ cộng tương ứng với cộng ha mà này cũng sai nốt rồi còn ở đây mình thấy nè a cộng c a cộng c thì tương ứng với b cộng d còn ở đây ghi b cộng f nên đây cũng sai đó còn ở đây là a trừ e thì tương ứng với b trừ f đúng rồi a trừ e b trừ f nên đây là đáp án đúng của chúng ta Tiếp theo mình qua câu 3. Cho đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức này. Gọi x1, x2, x3 lần lượt là các giá trị khác nhau của x. y1, y2, y3 lần lượt là các giá trị tương ứng của y. Phát biểu nào sau đây là sai? Sai ha. Y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là 2 phần 3. Đúng rồi. Nếu mà chúng ta có điều này, thì chúng ta nói là y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là 2 phần 3. Tiếp theo, x tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ là 2 phần 3. À, câu này sai rồi. Chúng ta chọn đáp án sai ha. Nếu mà mình có điều này, thì lúc này x sẽ tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ là 3 phần 2, chứ không phải là 2 phần 3. Nha. À. Vì sao như vậy? Vì nếu mình có y bằng 2 phần 3 x, nha, à, thì lúc này thầy nhân hai vế cho cho 3 phần 2 nhân cho 3 phần 2 thì đây cũng nhân cho 3 phần 2 lúc này 22 rút gọn hết 33 rút gọn hết đó cuối cùng chúng ta còn x bằng 3 phần 2 y điều đó có nghĩa là x tỷ lệ tượng với y theo hệ số tỷ lệ là 3 phần 2 chứ không phải là 2 phần 3 được chưa? theo hệ số tỷ lệ là 3 phần 2 cho nên đây là sai Còn à, các bạn còn lại thì hiển nhiên sẽ là đúng đúng không? Trách nhiệm mà, mình chỉ có một đáp án sai thôi. Rồi chúng ta không cần quan tâm tới à, các bạn còn lại. Mình qua câu 4. Cho đại lượng Y liên hệ với đại lượng X theo công thức này. Gọi X1, X2, X3 lần lượt là các giá trị khác nhau của X y1, y2, y3 lần lượt là các giá trị tương ứng của y. Phát biểu nào sau đây là đúng? À, mình cần tìm phát biểu đúng. x1, y1 bằng x2, y2 bằng x3, y3 bằng 12. À, này đúng rồi các em. Bởi vì khi mà mình có điều này, có nghĩa là xy là hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Lúc này nhân hai vế cho x, à, thì chúng ta sẽ được xy bằng bằng 12. Đó. Và hai đại lượng tỷ lệ nghịch thì mình có tính chất là x1, y1 bằng x2, y2 bằng x3, y3 và sẽ bằng bằng 12. Cho nên đây sẽ là phát biểu đúng. Thì phát biểu A đúng thì các phát biểu còn lại sẽ sai ha. Cho nên chúng ta cũng không cần quan tâm nữa. Câu 5. Quan hệ của các đại lượng nào sau đây là quan hệ tỷ lệ thuận. Tỷ lệ thuận là mình hiểu đơn giản là à, ví dụ x y là hai đại lượng tỷ lệ thuận thì x nó tăng y nó tăng x nó giảm thì y nó giảm đó là tỷ lệ thuận còn tỷ lệ nghịch thì ngược lại x tăng y giảm x giảm thì y tăng a à, vận tốc trung bình của ô tô và thời gian chuyển động của ô tô trên một quãng đường cố định thì mình có cái quãng đường này cố định quãng đường này cố định thì lúc này là vận tốc trung bình mà nó tăng thì rõ ràng là thời gian chuyển động nó sẽ sẽ giảm đúng không vận tốc trung bình tăng có nghĩa mình chạy nhanh mà mình chạy nhanh thì mình sẽ nhanh đến nơi có nghĩa là thời gian nó sẽ giảm cho nên hai bạn này là tỷ lệ nghịch chứ không phải là tỷ lệ thuận ha mình cần tìm tỷ lệ thuận số người và số ngày khi thực hiện một lượng công việc không đổi và năng suất lao động của mỗi người là như nhau Đó. mình cần quan tâm tới số người và số ngày thì tương tự như vậy khi mà một lượng công việc không đổi và năng suất lao động của mỗi người là như nhau thì khi số người mà tăng á, thì số ngày làm việc sẽ giảm đó cho nên đây là hai đại lượng tỷ lệ tỷ lệ nghịch ha c quãng đường đi được và thời gian chuyển động của vật chuyển động đều đó thì cái quãng đường đi được và thời gian chuyển động của vật chuyển động đều đây sẽ là hai đại lượng tỷ lệ thuận bởi vì mình thấy nè thời gian chuyển động mà càng nhiều thì quãng đường đi được nó sẽ càng nhiều còn thời gian chuyển động càng ít thì quãng đường đi được nó sẽ càng ít cho nên đây sẽ là đáp án đúng của chúng ta ha là tỷ lệ thuận còn câu d chiều rộng và chiều dài của một hình chữ nhật có diện tích không đổi thì lúc này hai đại lượng này là tỷ lệ nghịch bởi vì diện tích nó không đổi thì cứ chiều rộng tăng thì chiều dài nó phải giảm xuống để nó giữ nguyên diện tích ha chúng ta qua câu 6 cho x tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ là 2 có nghĩa là x sẽ bằng 2y được chưa x tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ là 2 có nghĩa là x bằng 2y y tỷ lệ nghịch với z theo hệ số tỷ lệ là 8 Y tỷ lệ nghịch với Z theo hệ số tỷ lệ là 8 Có nghĩa là Y sẽ bằng 8 chia cho chia cho Z Đó. Y tỷ lệ nghịch với Z theo hệ số tỷ lệ là 8 Là Y bằng 8 chia Z Đó. Từ hai điều này mình có điều gì? Mình có là X sẽ bằng 2Y Mà Y lại bằng 8 chia Z Thì thế vào đây thì lấy y bằng 8 chia z thì thế vào đây là 8 chia z. Thì thầy sẽ được là 2 nhân 8 là 16 chia cho z. Được không? y bằng 8 chia z, thầy lấy 8 chia z thì thế vào chỗ y này. Thầy sẽ được là x bằng 16 chia z. x bằng 16 chia z có nghĩa là x nó tỷ lệ nghịch với z theo hệ số tỷ lệ là 16. Đúng không? Phát biểu nào sau đây là đúng? Câu A, x tỷ lệ nghịch với z theo hệ số tỷ lệ 16. À đúng rồi, x tỷ lệ nghịch với z theo hệ số tỷ lệ 16. Câu A là có đúng ha. Thì các câu còn lại sẽ là những cái câu sai. Nên chúng ta không cần quan tâm. Rồi, mình ôn lại à, các cái tỷ lệ thức. B, bài tập 6.33 có thể lập được tỷ lệ thức từ các số sau đây không? Nếu được, hãy viết tất cả các tỷ lệ thức có thể lập được. Thì bây giờ có thể lập được các tỷ lệ thức từ các cái số này hay không? Thì mình cần quan tâm là mình có được là A nhân B bằng C nhân D hay không? Đó, mình quan tâm là mình có cái đẳng thức này hay không bởi vì nếu mà mình có cái đẳng thức này thì chúng ta sẽ lập được các cái tỷ lệ thức ha hoặc là a nhân d bằng b nhân c à vân vân miễn mình có những cái đẳng thức như này thì để mà tìm cái đẳng thức như này nhanh á thì tạm thời chúng ta khoan quan tâm tới dấu cái đã thì mình lấy cái số nhỏ nhất mình nhân với số lớn nhất à nếu mình không quan tâm dấu thì số nhỏ nhất là số 4 còn số lớn nhất là 49 mình lấy hai bạn mình nhân với nhau xem À, thì 9 x 4 là 36 Tức 6 x 3 9 x 9 là à, 4 x 4 là 16 x 3 là 19 Mình được 1, 9, 6 28 Nhân cho 7 8 x 7 là 56 2 x 7 là 14 x 5 là 19 À 1, 9, 6 luôn Như vậy hai bạn này bằng nhau Từ đó chúng ta lập được cái đẳng thức này Có cái đẳng thức này Thì chúng ta sẽ lập được các cái tỷ lệ thức ha 6.33. Câu A này. Ta có âm 49 mà nhân cho 4 thì mình được là 196 dấu trừ nữa ha, à, 4416 với 36 nữa là 196. Hai số còn lại là âm 28 nhân cho 7 thì cũng bằng âm 196. Đó. Từ đây chúng ta sẽ lập được cái đẳng thức. Hai bạn này bằng nhau suy ra, hai bạn này bằng nhau ha. Âm 49 nhân cho 4 bằng âm 28 nhân cho 7. Đó. Có được cái đẳng thức này thì chúng ta lập được bốn cái tỷ lệ thức ha do đó ta có bốn tỷ lệ thức sau đây bốn tỷ lệ thức của chúng ta như sau việc đầu tiên thì chuyển số hai âm hai mươi tám xuống đây xuống dưới mẫu ha số bốn thì chuyển xuống dưới mẫu đây đó thì được tỷ lệ thức thứ nhất là âm bốn mươi chín âm 28 mình chuyển xuống đây là âm 28 bằng ở đây là 7 số 4 mình chuyển xuống đây 7 phần 4 đó thì thức đầu tiên tiếp theo thay vì chuyển âm 28 thì thầy có thể chuyển cái số 7 xuống đây ha bây giờ mình có là âm 49 nè số 7 chúng ta chuyển xuống đây là 7 bằng còn lại là số âm 28 và số 4 chúng ta chuyển qua đây 4 Ok mình có được hai tỷ lệ thức tỷ lệ thức thứ ba thứ tư rất là đơn giản chúng ta chỉ nghịch đảo hai bạn này lại ha Kích đảo lại mình được âm 28 phần âm 49 nghịch đảo bạn này 4 phần 7 đẳng thức tức tỷ lệ thức thứ tư mình nghịch đảo hai bạn này ha 7 phần âm 49 bằng 4 phần âm 28 đó chúng ta có được 4 cái tỷ lệ thức mình xong câu A câu b thì cũng tương tự như vậy ha à, mình lấy số nhỏ nhất mình nhân với số lớn nhất 4 nhân 6 là 24 còn hai số còn lại là 8 với 4 là 32 à số tặng cùng là số 4 còn đây tặng cùng là số 2 như vậy thì không bằng nhau rồi được chưa đó số nhỏ nhất mà nhân với số lớn nhất nó không có bằng hai số còn lại nhân với nhau thì hiển nhiên các cái cặp còn lại nó cũng sẽ không có bằng. Từ đây chúng ta không có lập thành một cái đẳng thức được. Do đó chúng ta không có cái tỷ lệ thức. Ok chưa? Câu B nè. Thì để trình bày cho nó rõ thì mình lần lượt mình lấy 4 mình nhân với 18. Mình so sánh với 64 nhân với 256 rồi sau đó lấy 4 nhân với 64, mình so sánh với 18 nhân cho 256. Rồi sau đó mình lấy 4 nhân cho 256, mình so sánh với hai bạn còn lại ha. À. Câu B nè. Vì mình thấy 4 nhân cho 18 nó không có bằng 64 nhân 256. Được chưa? Điều thứ nhất. Rồi tiếp theo mình thấy rằng là 4 mà nhân cho số 64 nó cũng không có bằng số 18 nhân cho 256. đó. vật cuối cùng số 4 nhân cho 256 nó cũng không có bằng số 64 nhân cho 18. đó. có nghĩa là bình thường ấy, chúng ta chỉ việc lấy số nhỏ nhất nhân với số lớn nhất xem nó có bằng hai số còn lại nhân với nhau hay không. đó. nếu mà nó không bằng thì hiển nhiên là mình sẽ không lập được cái đẳng thức nhưng mà để cho nó kỹ thì mình lần lượt mình lấy 4 nhân với số lớn nhất nè rồi 4 nhân với số lớn nhì nè 4 nhân với số lớn ba để mình so sánh những cái cặp còn lại ha có nghĩa là chúng ta không thể nào lập được cái đẳng thức được chưa nên từ bốn số đã cho không thể lập được một tỷ lệ thức. Ok, chúng ta xong 6.33. Chúng ta sang 6.34 Từ cái tỷ lệ thức này Có thể suy ra những tỷ lệ thức nào đây, thì cái mẹo để mà suy ra như sau 6.34 mình ghi từ tỷ lệ thức x phần y= 4/3 có thể suy ra những tỷ lệ thức Rồi thì cái cách đơn giản nhất á là x phần y bằng 4 phần 3. Điều đó có nghĩa là 3x bằng 4y. Đúng không? Mình nhân chéo 3x bằng 4y. Đó. Là mình đã có được cái đẳng thức. Đúng không? Và từ cái đẳng thức đó mình suy ra bốn cái tỷ lệ thức. Thì trong bốn cái tỷ lệ thức đó nó có một tỷ lệ thức là nó trùng với thằng này được không đó thì chỉ cho cái cách đơn giản nhất là như vậy đây cách đơn giản nhất này x phần y bằng 4 phần 3 điều này có nghĩa là 3 nhân x nhân chéo ha nhân chéo 3 nhân x thì bằng 4 nhân y rồi mình có cái đẳng thức thì từ cái đẳng thức này mình suy ra được bốn cái tỷ lệ thức đúng không mình suy như sau mình chuyển số 4 qua đây rồi mình chuyển x qua đây, thì chúng ta được 3 phần 4 bằng y phần x. Đó, chuyển số 4 qua đây, chuyển số x qua đây, một tỷ lệ thức. Thay vì chuyển số 4, mình chuyển y, thì 3 phần, 3 phần y bằng 4 phần, 4 phần x. 2 tỷ lệ thức. Rồi bây giờ mình đảo lại, 4 phần 3 bằng, đảo lại, x phần y. Đây đảo lại, y phần 3 bằng x phần 4. Đó, mình có được 4 tỷ thức và như thầy nói trong bốn tỷ lệ thức này mình sẽ có một cái tỷ lệ thức nó trùng với thằng này ha đầu x phần y bằng bốn phần ba x phần y bằng bốn phần ba đây thằng này trùng này đó cho nên là bây giờ ba cái tỷ, tỷ lệ thức này mình sẽ ghi vào đây được chưa đó, đó là cái cách đơn giản nhất là từ thằng này mình suy ra ba thằng còn lại còn à, không thì mình cũng có cách làm khác các em thì cách làm khác như sau chúng ta không cần suy ra cái đẳng thức 3x bằng 4 y chúng ta có thể làm luôn đây nếu mà bây giờ mình lấy tử này mình chia cho tử này thì sẽ bằng mẫu này chia cho mẫu này đó x chia 4 bằng y chia 3 x chia 4 bằng y chia 3 được chưa đó một cái tỷ lệ thức là thức tiếp theo Chúng ta có thể nghịch đảo Hai bạn này ha Nghịch đảo lại Mình có y phần x Nghịch đảo lại là 3 phần 4 Và tiếp theo chúng ta có thể lấy bạn này mình nghịch đảo lại ha 4 phần x Bằng 3 phần, phần y Đó Đâu nó cũng gì là mã cả Rồi mình so sánh lại với cái hôm nãy nè X phần 4 bằng y phần 3 đây, x phần 4 bằng y phần 3, nó ở đây rồi y phần x bằng 3 phần 4 y phần x bằng 3 phần 4 nó ở đây rồi và cuối cùng x phần 4 bằng 3 phần y à, 4 phần x bằng 3 phần y đây 4 phần x bằng 3 phần y đây rồi thấy chưa đó mình có hai cách như vậy ha rồi chúng ta xong 6.34 Mình sang à, 6.35, tìm x trong mỗi tỷ lệ thức sau à cái đây mình chỉ việc nhân chế chia ngang là được nha 6.35 câu câu a x phần âm 2,5 bằng âm 20 phần 25 rồi từ đây mình suy ra x bằng mình tìm x mà x này mình kéo qua rồi mình nhân chéo chia ngang ha, à, nhân chéo chia ngang âm 20 nhân chéo là nhân cho âm 2,5 chia ngang là chia cho 25 chúng ta sẽ được thì mình lấy số 0 này mình bỏ qua đây à, lấy số 0 này mình bỏ qua đây thì mình được 25 25 chia 25 là 1 bạn này mình lấy số 0 đi rồi mình còn lại số 2 âm nhân âm là dương này xong đó cách mà chúng ta nhẩm như vậy ha câu b 3,8 chia cho x bằng 0,75 chia cho 1,5 Đó. Thì bài này có hai cách làm Nếu mà cách lớp 7 á, thì chúng ta làm như sau. 3,8 chia x có nghĩa là 3,8 phần phần x bằng 0,75 chia cho 1,5 có nghĩa là 0,75 phần 1,5. Đúng không? Thằng này mình suy ra thằng này. Rồi từ thằng này mình suy ra x sẽ bằng mình kéo qua này. Rồi bây giờ mình nhân chéo, chia ngang ha, à, nhân chéo, chia ngang. Đó là 1,5 nhân cho 3,8 chia ngang là chia cho 0,75. Đó. Thì cái này mình nhẩm được không các em? Mình nhẩm được không? Nhẩm cũng được đây. Thì 1,5 mà chia cho 0,75. Hai bạn này chia cho nhau thì chúng ta được là 2. 2 nhân cho 3,8 thì chúng ta được 7,6. Được chưa? Đó là cách thứ nhất. Còn bây giờ mình làm theo cách lớp 5 đi cho nó nhanh à, cách lớp 5 nè. Từ đây thì suy ra ít luôn, x bằng. Thì mình thấy nè, đây là số bị chia, số chia thương. À, số bị chia, số chia thương. Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương. Thương là 0,75 chia cho 1,5. Đó. Được không? Rồi, chúng ta sẽ được 3,8 0,75 chia cho 1,5 mình thấy này 0,75 là bằng một nửa của 1,5. trên thằng này mà chia thằng này thì mình được là 0, 0,5 ha, một nửa mà. 3,8 mà chia cho 0,5, chia cho 0,5 là bằng nhân cho 2. Nha, là bằng 3,8 nhân 2 là bằng 7,6. Đó, chúng ta có hai cách như vậy ha. Mình có thể làm theo cách này hoặc là theo cách này. Cách này là của lớp 7 còn cách này là của lớp 5. Rồi chúng ta sang câu C. X cộng 5 phần 4. Bằng trừ 1 phần 2. Rồi từ đây thì suy ra. Thầy muốn tính x. Thì thầy phải tính x cộng 5 cái đã. X cộng 5 sẽ bằng. X cộng 5 bằng gì? Mình coi x cộng 5 là một chữ x lớn đi. Thì lúc này muốn tính x cộng 5 thì chúng ta nhân chéo chia ngang. Được không? Nhân chéo chia ngang có nghĩa là trừ 1 nhân 4 thì viết ở trên tử chứ cho nó đẹp trừ 1 nhân cho 4 chia ngang là chia chia 2 đó nhân chéo chia ngang trừ 1 nhân 4 chia 2 rồi trừ 1 nhân 4 thì chúng ta được trừ 4 trừ 4 chia 2 thì mình được trừ 2 đó. x cộng 5 mà bằng trừ 2 thì x sẽ bằng trừ 2 số 5 mình chuyển qua là trừ 5 trừ 2 với trừ 5 là trừ 7 xong ha đó là cách làm nhanh còn nhiều bạn không thích làm cách này thì có thể làm như sau chúng ta có A phần B bằng bằng C phần D thì mình suy ra là AD sẽ bằng BC đó như vậy thì lúc này x cộng 5 phần 4 bằng trừ 1 phần 2, thì mình suy ra là x cộng 5 nhân cho 2 thì bằng trừ 1 nhân 4. Đó. Có nghĩa là x cộng 5 nhân 2 thì bằng trừ 1 nhân 4 là trừ 4. Rồi lúc này x cộng 5 thì bằng trừ 4 chia 2 ha. Bằng trừ 2, nó cũng ra kết quả như vậy thôi, mà nó dài hơn. Ok các em mình có nhiều cách làm ha nên thầy à, ghi ra nhiều cách cho các em hiểu à sorry trừ năm với trừ hai là trừ bảy chứ may quá trừ năm trừ hai trừ bảy rồi chúng ta xong bài sáu chấm ba mình qua 6.36 tìm hai số x và y biết x phần 5 bằng y phần 7 và 2x trừ 3y bằng 22 à thì mình thấy điều này mình thấy điều này thì mình nghĩ ngay đến chuyện là chúng ta sẽ áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, đúng không? Ok. Đây mình để áp dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau thì mình phải biến đổi một xí. Bởi vì đây là 2x trừ cho 3y nha. Biến đổi như sau. 6.36 Câu A x/5 bằng y/7. Rồi để mà sử dụng được cái thằng này và tính chất của giải tỷ số bằng nhau thì chúng ta phải làm sao đó để nó xuất hiện 2x và 3 y Để nó xuất hiện 2x, đơn giản là chúng ta nhân tử và mẫu cho 2. Đó, 2x. Như mẫu nhân 2 là là 10. Được chưa? Rồi y thì chúng ta nhân cho cho 3 ha, đây nhân 3 là 3 y Mẫu nhân 3 là 21. Rồi mình áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau ta có 2x phần 10 bằng 3y phần 21 và sẽ bằng ở đây mình thấy dấu trừ đúng không thì mình lấy tử này trừ tử này là 2x trừ 3y thì sẽ bằng tương ứng với mẫu này trừ mẫu này có là 10 có nghĩa là 10 trừ cho 21 đó 2x trừ 3y là bằng 22 để cho 10 trừ cho 21 thì chúng ta được trừ 11 tiếp theo 22 chia 11 là 2 giúp trừ này nữa là trừ 2 đó từ đây mình có thể suy ra được 2x bằng 3y bằng 2x chia 10 bằng trừ 2. Như vậy 2x sẽ bằng trừ 2 x 10 bằng trừ 20. 3y chia cho 21 bằng trừ 2. Như vậy 3y sẽ bằng trừ 2 nhân cho 21 bằng trừ 42. 2x bằng trừ 20, như vậy x sẽ bằng trừ 20 chia cho chia cho 2 bằng trừ 10. 3y bằng bằng trừ 42, vậy y sẽ bằng trừ 42 chia cho chia cho 3 thì chúng ta sẽ được là trừ 14. Đó. Chúng ta đã tìm được x bằng âm -10 và y bằng âm -14. Mình mình xong câu A ha. Câu B, à, câu b nó hơi khó hơn một xí câu b nè ta có đề cho mình là x phần y bằng 2 phần 3 x phần y bằng 2 phần phần 3 thì để áp dụng được tính chất của dãy tỷ số bằng nhau và tính được x y thì mình thấy nè, x y nằm trên tử này mình phải làm sao đó để đi nó nó làm trên tử cái ra thì giống như nãy thì nói đó nếu mà chúng ta lấy x chia 2 thì nó sẽ bằng y chia 3 ha tử chia tử thì bằng mẫu chia mẫu x chia 2 bằng y chia 3 đó mình thấy cái y nó lên nó nằm trên tử rồi này nhưng mà ở đây là hai y đó nên thầy tiếp tục thì suy ra tiếp x phần 2 sẽ bằng 2 y thì thầy nhân tử mẫu cho 2 thì thầy có được 2 y phần phần 6 Ok không? Mình đã có được x và 2y này, x và 2y này. Bây giờ mình sẽ áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ha. Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Ta có x phần 2 bằng 2y phần 6 và sẽ bằng ở đây là x cộng 2y cho nên chúng ta lấy tử cộng tử x cộng 2y mẫu cộng mẫu 2 cộng 6 x cộng 2y thì bằng 40 2 cộng 6 thì bằng 8 40 chia 8 thì chúng ta được 5 x chia 2 mà bằng 5 như vậy thì x sẽ bằng 5 x 2 được chưa còn 2y chia 6 bằng 5 thì 2y sẽ bằng 5 x 6 x bằng 5 x 2 thì x bằng 10 còn ở đây y sẽ bằng 5 x 6 là 30 30 chia cho 2 thì chúng ta được 15 mình xong ha Chúng ta sang 6.37. Tìm 3 số X, Y, Z biết X, Y, Z tương ứng với 3, 5, 8 và 5X cộng Y trừ 2Z bằng 1, 1, 2. Mình có cái điều này. X, Y, Z tương ứng với 3, 5, 8 vì X, Y, Z tương ứng với lại 3, 5, 8. Chúng ta suy ra được x phần 3 sẽ bằng y phần 5 và sẽ bằng z phần 8. Đó. Ở đây là 5x, ở đây là 2z. À. Cho nên là mình làm sao đó để xuất hiện 5x và 2z. Bằng cách là chúng ta nhân tử và mẫu cho 5. Thì đây mình sẽ được 5x tan nhanh nhân 5 là 15 bằng y phần, phần 5 còn z thì chúng ta nhân cho 2 là 2z mẫu tử nhân 2 thì mẫu cũng nhân 2 Đó, bây giờ mình sẽ áp dụng tính chất của dạy tỷ số bằng nhau ha hoặc là mình ghi là theo tính chất của dạy tỷ số bằng nhau ta có thể viết lại 5x phần 15 bằng y phần 5 bằng 2z phần 16 và sẽ bằng 5x cộng y trừ 2z có nghĩa là lấy tử này cộng tử này trừ cho cái tử này ha. 5x cộng y trừ cho 2z ha. 5x cộng y trừ 2z Đây là cộng trừ thì tương ứng cũng vậy 15 cộng 5 trừ 16 ha. 15 cộng 5 trừ 16. Đó, cộng trừ thì cũng cộng trừ. Rồi, bây giờ mình thấy số thôi. 5x cộng y trừ 2z bằng 112. Đây, 5x cộng y trừ 2z bằng 112. 15 cộng 5 là 20, trừ 16 là 4. 1, 1, 2 chia cho 4 thì chúng ta được bao nhiêu? 11 chia 4 thì chúng ta được 2. Còn dư 3, hạ 2 xuống, 3 2 chia 4, chúng ta được 8. Đây. 5 x chia cho 15 bằng, 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 bằng 28. Vậy rõ ràng 5 x sẽ bằng 28, nhân cho 15. Và. 28 nhân cho 15 chúng ta được 420. Rồi tiếp theo. Y chia 5 bằng 28. Vậy Y sẽ bằng 28 nhân cho 5. À, 28 nhân 5. 8 nhân 5 là 40, viết 0 nhớ 4. 2 nhân 5 là 10, với 4 là 14. 2Z chia 16 bằng 28. Như vậy thì 2Z của chúng ta sẽ bằng 28 nhân cho 16. 28 nhân cho 16 chúng ta được 448 rồi từ đây chúng ta suy ra được x bằng y bằng z bằng 5x bằng 420 vậy x sẽ bằng 420 chia cho 5 ha 42 chia 5 chúng ta được 8 20 chia 5 mình được 4 đây là y bằng 140 y bằng 140 2 Z bằng 448 thì Z sẽ bằng 448 chia 2 thì chúng ta được là 224 Ok rồi chúng ta xong 6.37 ha Chúng ta sang 6.38 Cho biết hai đại lượng Y và X tỷ lệ nghịch với nhau và giá trị được cho trong bảng sau. Hãy xác định hệ số tỷ lệ. Từ đó thay dấu hỏi chấm trong bảng bằng số thích hợp. Thì x y là tỷ lệ nghịch. Có nghĩa là x nhân y nó sẽ bằng một cái số nào đó. Nè, là số đó gọi là hệ số tỷ lệ. Thì đây mình thấy là đề cho mình x y luôn nè. Có nghĩa là chúng ta có thể thế vào là 2,4 nhân cho âm 1,25. ha. À, đây chính là hệ số tỷ lệ. 6.38. Vì y và x tỷ lệ nghịch với nhau. nên hệ số tỷ lệ là hệ số tỷ lệ sẽ bằng x nhân y đó x bằng 2,4 y bằng âm 1,25 chúng ta được 2,4 nhân cho âm 1,25 chúng ta được âm 3 đó hệ số tỷ lệ là âm 3 được không rồi tiếp theo ta có bảng từ đó thay giáo hỏi chấm trong bảng bằng số thích hợp rồi mình kẻ cái bảng này vào vở ha toàn thầy tận dụng luôn thì nãy mình vừa tính bảng này bằng âm 3 nè cái chú ý là x nhân y bằng âm 3 đó x nhân y bằng âm 3 như vậy thì muốn tìm y Chúng ta lấy âm 3 chia cho x Đó, à, âm 3 chia cho 1 1,5 Thì chúng ta được 2 Rồi, x nhân y bằng âm 3 Thì x sẽ bằng âm 3 chia cho 6 Thì mình được âm 0,5 x nhân y bằng âm 3 như vậy thì y sẽ bằng âm 3 chia 4 thì chúng ta được âm 3 phần 4 hay nói khác là âm 0,75 x nhân y bằng âm 3 như vậy x sẽ bằng âm 3 chia cho 0,5 chia cho 0,5 là bằng nhân cho cho 2 âm 3 nhân 2 chúng ta được âm 6 các em nhớ nha một số mà chia cho 0,5 là bằng nhân cho 2 ví dụ như là a chia cho 0,5 thì sẽ bằng a nhân 2 vì sao? Vì 0,5 chính là 1 phần 2 Chia cho 1 phần 2 là bằng nhân cho nghịch đảo Là nhân cho 2 phần 1 là nhân cho 2 Đó Cho nên là cách nhẩm nhanh là chia cho 0,5 là bằng nhân cho 2 Rồi chúng ta sang 6.39 Cho biết y tỷ lệ nghịch với x Theo hệ số tỷ lệ là 4 Z tỷ lệ nghịch với Y theo hệ số tỷ lệ là 6. Hỏi đại lượng Z tỷ lệ thuận hay là tỷ lệ nghịch với đại lượng X và hệ số tỷ lệ là bao nhiêu? Để làm phải tính ra. 6.39 Thì mình có là y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ là 4. Theo đề bài ta có thứ nhất là y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ là 4 y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ là 4 thì mình sẽ suy ra được là y sẽ bằng 4 chia cho x nha. Tỷ lệ nghịch nha, tỷ lệ nghịch thì y sẽ bằng hệ số tỷ lệ chia cho x. Tiếp theo. Z tỷ lệ nghịch với y theo hệ số tỷ lệ là 6. Z tỷ lệ nghịch với y theo hệ số tỷ lệ là 6. Có nghĩa là mình có Z sẽ bằng 6 chia Y. Ok không? Đó. Thầy gọi đây là một Đây là hai Thì bây giờ mình muốn so sánh giữa giữa Z và X. À, Z và X. Thì thầy sẽ lấy cái một này thì thế vào hai Thầy thấy hai có Y này một có y này y bằng 4 phần x thì thế vào đây ha à. y bằng 4 phần x thì thế đây thì thầy sẽ lập được cái mối liên quan giữa z và x đây mình trình bày như sau ha thay 1 vào 2 ta được 2 này mình có z bằng 6 phần y z bằng 6 phần y mà y thì bằng 4 phần x cho nên mình thế vào đây 4 phần bằng x à, các em chú ý nè cái dấu gạch ngang này nó sẽ dài hơn dấu gạch này nha đó có nghĩa là chúng ta hiểu là z bằng 6 chia cho 4 phần x đúng không chia là bằng nhân nghịch tảo vậy thôi chia cho 4 phần x thì có nghĩa là Nhân cho nghịch đảo lại là x phần 4 Đó 6 mà chia cho 4 Thì chúng ta được 3 phần 2 Đó, 3 phần 2 x Đó, mình đã lập được mối liên hệ Giữa z và x nè Z nó bằng 3 phần 2 x Điều đó có nghĩa là Z và x nó tỷ lệ thuận với nhau Theo hệ số tỷ lệ là 3 phần 2 ha. Điều hỏi mình là, đại lượng Z, tỷ lệ thuận, hay tỷ lệ nghịch với đại lượng X, và hệ số tỷ lệ là bao nhiêu? Thì từ cái Z bằng 3 phần 2X, chúng ta kết luận, vậy, Z, nó tỷ, lệ thuận, với, X, theo, Hệ số tỷ lệ là 3/2 Ok còn d chúng ta xong 6.39 mình sang à 6.40 bình xăng xe máy của bác Minh có dung tích dung tích là sức chứa 3,7 lít khi đổ đầy bình, bác Minh thấy đồng hồ báo tiền ở cây xăng hiện 68.450 đồng. À, có nghĩa là 3,7 lít thì mình phải trả 68.450 đồng ha. Đồng hồ báo tiền hiện ở cây xăng là cái số tiền mà chúng ta phải trả. Biết bình xăng xe máy của cô Hoa có dung tích là 4,5 lít, à, xe tay ga chắc xe tay ga thì dung tích nó sẽ lớn hơn xe xe số ha khi đổ đầy xăng loại đó thì cô hoa phải trả bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền thì bài này mình thấy rằng là cái bình xăng mà càng nhiều thì khi đổ xăng đầy thì chúng ta sẽ trả càng nhiều tiền à, đơn giản vậy thôi điều đó có nghĩa là cái dung tích của cái bình xăng nó sẽ tỷ lệ thuận với số tiền mà chúng ta trả đúng không? từ đó mình sẽ lập được cái tỷ lệ thức. được chưa? theo tính chất của hai đại lượng tỷ lệ thuận chúng ta lập được tỷ lệ thức và từ đó mình sẽ tính được số tiền cô Hoa phải trả. đó là cách của lớp 7 nhưng mà bài này làm như vậy nó khá rườm rà. À, thầy sẽ làm theo cách lớp 5 cho nó nhanh nha có nghĩa là bài này chúng ta không cần phải ứng dụng cái tính chất của hai đại lượng tỷ lệ thuận đây bài này mình làm như sau cách của lớp 5 này các em thực sự là lớp 4 luôn chứ không phải lớp 5 nữa mình làm cái tam suất như thầy hay nói với các em đó đây nè 3,7 lít 3,7 lít thì tương ứng với 68.450 đồng như vậy thì bây giờ 4,5 lít thì tương ứng với bao nhiêu bao nhiêu đồng đó thì muốn tìm bạn này chúng ta chỉ việc nhân chéo chia ngang à, rất là đơn giản đúng không nhân chéo chia ngang đó cái này chẳng qua nó cũng là một ứng dụng của hai đại lượng tỷ lệ thuận thôi đó cách này của lớp 4, lớp 5 chúng ta hay học đúng không đó làm cách này cho nó nhanh các em để sau này mình làm trách nghiệm rồi nữa cho nó nhanh ha chứ bây giờ mà mình trình bày theo cái hai à, đại lượng tỷ lệ thuận thì nó mất thời gian lắm. 6.40 Một lời giải là xong. Mình nói là Mình nói nhanh là Số tiền Cô Hoa phải trả là Câu A Số tiền Cô Hoa Phải trả là nhân chéo chia ngang. 4,5 nhân cho số tiền này chia cho 3,7. 4,5 nhân cho 68 và chia cho 3,7 bằng. Bấm tính. 4,5 nhân cho 68.450 và chia cho 3,7. Đây, Chúng ta được 83.250 đọc. Ok, số tiền cô Hoa phải trả. À, rất là đơn giản đúng không? Rồi, tương tự như vậy chúng ta cũng làm câu B. Câu B là mình cũng có 3,7 lít thì tương ứng với 68.450 đồng. Như vậy thì xe ô tô sẽ đổ được bao nhiêu lít xăng loại đó nếu phải trả 388.500 đồng. 388.500 đồng thì hỏi bao nhiêu lít. Đó cũng vậy. Nhân chéo chia ngang. Đó, nhân chéo chia ngang. Được không? Lấy cái này. Nhân với 3 lít chia cho bạn này là mình được số lít xăng mà xe ô tô đó đổ ha mình nói là đề hỏi là một xe ô tô sẽ đổ được bao nhiêu lít xăng nếu phải trả như tiền này mình ghi là số lít xăng xe ô tô đó đổ được là số lít xăng xe ô tô đó đổ được là nhân chế chuyên ngang 388 500 Nhân chéo là nhân 3,7. Chia ngang là chia cho 68, 450. Rồi, bấm máy tính. 388500 nhân cho 3,7 chia cho 68450. Chúng ta được là 21 lít. Ok. Đó đây là một cách. Ha. Okay. Mình còn một cách nữa. Đó là chúng ta có số tiền, có số lít, chúng ta sẽ tính giá tiền của một lít. Đúng không? Lấy bạn này chia bạn này, chúng ta có giá tiền của một lít. Có giá tiền của một lít chúng ta nhân với 4,5 thì mình sẽ có được bao nhiêu tiền đó rồi có giá tiền của một lít chúng ta lấy bạn này mình chia cho giá tiền của một lít thì chúng ta sẽ có được bao nhiêu lít xăng đó như vậy bài 6.4 này mình có tới ba cách làm đúng không ba cách làm cách đầu tiên dài dòng nhất là mình áp dụng tính chất của hai đại lượng tỷ lệ thuận ha Cách thứ hai, chúng ta tính giá tiền 1 lít rồi sau đó mình tính giá tiền cô Hoa phải trả. Tính được số lít xăng xe ô tô nó đổ. Rồi cách thứ ba ngắn gọn nhất là mình dùng cái tam suất của thầy, nhân chéo chia ngang. Rồi thầy giới thiệu ba cách như vậy ha để cho các em thi trắc nghiệm nó mới nhanh được. Mình sang 6.41. Một đội công nhân gồm 15 người hoàn thành một công việc trong 6 ngày. Biết năng suất lao động của các công nhân là như nhau. Hãy cho biết câu A. Thời gian hoàn thành công việc đó khi số công nhân được tăng lên gấp đôi. Thì anh biết rằng là số công nhân và thời gian hoàn thành công việc nó sẽ là hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Bởi vì số công nhân mà càng nhiều á, thì thời gian hoàn thành công việc nó sẽ càng ngắn lại. Cho nên nếu mà số công nhân được tăng lên gấp đôi thì thời gian hoàn thành công việc nó sẽ giảm đi một nửa có nghĩa là từ 6 ngày giảm xuống còn 3 ngày đó thầy nói vậy để chi để cho các em thi trắc nghiệm cho nó nhanh ha còn bây giờ à, mình làm tự luận thì mình sẽ trình bày à, kỹ một xíu thì như thầy nói đó thì số công nhân và thời gian hoàn thành công việc nó sẽ là hai đại lượng tỷ lệ nghịch cho nên mình sẽ áp dụng tính chất của hai đại lượng tỷ lệ nghịch để chúng ta xử lý bài này 6.41 Thì đề hỏi cái gì chúng ta gọi cái đó ha Đề hỏi mình là thời gian hoàn thành công việc đó ha. Thời gian hoàn thành công việc đó Thì mình sẽ gọi ít ngày là thời gian để đội công nhân hoàn thành công việc ha Khi mà số công nhân tăng lên gấp đôi Câu A này Gọi ít đơn vị là ngày là thời gian để đội công nhân hoàn thành công việc để đội công nhân hoàn thành công việc khi số công nhân tăng lên gấp đôi Đó. có ít ngày là thời gian đội công nhân hoàn thành công việc khi số công nhân tăng lên gấp đôi. Thì số công nhân tăng lên gấp đôi là bao nhiêu người các em? 15 người mà tăng lên gấp đôi sẽ là 30 người ha. Số công nhân sau khi tăng lên gấp đôi là lúc đầu là 15 người gấp đôi là nhân 2 bằng 30 người. Ok. Rồi thì chúng ta cùng một công việc đúng không? Cùng một công việc và năng suất của công nhân cũng như nhau ha. À. Cho nên là lúc này là như mình lý luận lúc đầu thời gian để hoàn thành công việc và số công nhân sẽ là hai đại lượng tỷ lệ nghịch vì cùng làm một công việc vì cùng làm một công việc nên số công nhân của đội số công nhân của đội và số ngày để hoàn thành công việc hoàn thành công việc đó là hai đại lượng tỷ lệ nghịch ha. Do đó ta có hai đại lượng tỉ lệ nghịch thì mình có điều gì? Thì hai đại lượng tỉ lệ nghịch thì mình có là x1 chia x2 sẽ bằng y2 chia y1, nó ngược lại ha, x1 chia x2 thì bằng y2 chia y1. X ở đây là mình coi là số ngày hoàn thành công việc ha. Được chưa? Thì x1 chính là x còn x2 chính là 6 ngày. Đó, x1 chia thay bằng y2 chia y1. Ha. Y2 y2 chính là số người ha, 15 người. Còn y1 y1 là tương ứng với x1, ha, x1 là x nè, x1 là x này. thì y1 là 30. Đó, từ đây chúng ta suy ra x sẽ bằng nhân chéo chia ngang À nhân 15 nhân 6 chia 30. 15 nhân 6 thì chúng ta được 90. Đúng không? 90 chia 30 thì chúng ta được 3. Đó. Thấy không? Lúc đầu chúng ta đã nhẩm ra 3 ngày rồi, nhưng mà để trình bày ra thì à mất rất là nhiều bút mực đúng không? Ok chúng ta đã xong câu A ha Mình sang câu B Thời gian hoàn thành công việc đó Khi số công nhân chỉ còn 10 người à, Câu B này cũng tương tự như câu A thôi Câu B nè Thì mình gọi đề hỏi chúng ta là thời gian hoàn thành công việc đó. Thì gọi y ngày là thời gian thời gian để 10 công nhân hoàn thành công việc đó. Thời gian để 10 người hoàn thành công việc đó thì cũng tương tự như vậy ha mình ghi là vì cùng làm một công việc nên số công nhân của đội và số ngày để hoàn thành công việc là hai đại lượng tỷ lệ nghịch vì cùng làm một công việc nên số công nhân của đội và số ngày để hoàn thành công việc là hai đại lượng tỷ lệ nghịch do đó ta có hai đại lượng tỷ lệ nghịch cho nên mình có là x1 chia x2 thì bằng y2 chia y1 được chưa x1 chia x2 thì bằng y2 chia y1 x y ở đây là mình chọn mình chọn có nghĩa là số công nhân của đội chúng ta có thể chọn là x thì số ngày mình chọn là y hoặc là số ngày chúng ta chọn là x số công nhân của đội chúng ta chọn là y đều được, được nha ví dụ như bây giờ số công nhân của đội chúng ta chọn là x đi đó thì lúc này x1 là 15 người này 15 người đó còn y1 là bao nhiêu y1 là 6 ngày đó rồi x2 chúng ta còn 10 người 10 người còn y2. Y2 chính là y chúng ta gọi đây à Y tương ứng với 10 người. Đó, y2 ở đây chính là y. y. y ngày ha. Đó cho nên là mình có là x1 chia x2 có nghĩa là 15 chia 10. Thì bằng y2 chia y1, có nghĩa là y chia 6. Ok. x1 chia x2 bằng y2 chí 1 ha. x1 chia 2 bằng y2 chia 1. Rồi từ đây chúng ta suy ra được y sẽ bằng kéo qua đây này, nhân chéo chia ngang ha, nhân chéo chia ngang. 15 nhân 6, nhân 6 chia ngang là chia 10. 15 nhân 6 bằng được 90 chia 10 chúng ta được 9. 9 gì các em? 9 ngày ha. Ok. Rồi, nếu mà kỹ nữa thì các em kết luận Vậy thời gian để hoàn thành công việc đó khi số công nhân chỉ còn 10 người là 9 ngày. À, còn không thì tới đây cũng được. Vậy thời gian để hoàn thành công việc đó khi số công nhân chỉ còn 10 người là lúc này mình không còn ngặt nữa ha là 9 ngày còn câu a kỹ nữa thì mình cũng kết luận vậy để hỏi cái gì thời gian hoàn thành công việc đó khi số công nhân được tăng lên gấp đôi vậy thời gian để Hoàn thành công việc đó khi số công nhân tăng lên gấp đôi là 3 ngày. Bởi vì một số thầy cô khó tính là mà bắt chúng ta là phải luôn luôn rút gọn ha. Có nhiều thầy cô là làm tới đây là ok, xong, 3 ngày. Bởi vì chúng ta đã gọi x là số ngày thời gian hoàn thành công việc đó khi số công nhân tăng lên gấp đôi rồi. Nhưng mà nhiều thầy cô vẫn bắt kết luận cho nên là thầy ghi kết luận luôn cho nó đầy đủ nha. Rồi chúng ta xong 6.41. Chúng ta sang bài cuối cùng 6.42. Ba tổ công nhân đóng gói sản phẩm được giao ba khối lượng công việc như nhau. Ba khối lượng công việc như nhau. Tổ thứ nhất hoàn thành công việc trong 5 ngày tổ thứ hai trong 6 ngày tổ thứ ba trong 4 ngày tính số công nhân của mỗi tổ biết tổ thứ nhất nhiều hơn tổ thứ hai là hai người và năng suất lao động của các công nhân là như nhau trong suốt quá trình làm việc đó thì mình thấy ở đây là 3 khối lượng công việc như nhau và năng suất lao động của các công nhân là như nhau thì lúc này số công nhân của mỗi tổ và số ngày hoàn thành công việc sẽ là hai đại lượng tỷ lệ nghịch đúng không? Số công nhân của mỗi tổ mà càng nhiều thì số ngày hoàn thành công việc càng ít và ngược lại. đó mình đã xác định được là tỷ lệ thuận hay là tỷ lệ nghịch là cái quan trọng nhất của bài toán này. Nha. Thì nhờ cái tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch mà chúng ta lập các cái tỷ số. Nha. Ví dụ như tỷ lệ thuận á thì x1 chia x2 bằng y1 chia 2 còn nếu mà tỷ lệ nghịch đó, thì x1 chia x2 bằng y2 chia y1 đó nên cái quan trọng nhất của bài toán này là chúng ta phải xác định được tỷ lệ thuận hay là tỷ lệ nghịch thì bài này là tỷ lệ nghịch đúng không tỷ lệ nghịch ok rồi bây giờ mình xử lý bài này thế nào 6.42 đề bảo chúng ta là tính số công nhân của mỗi tổ ha à, tính số công nhân của mỗi tổ cho nên bây giờ chúng ta sẽ gọi số công nhân của tổ thứ nhất thứ hai thứ ba lần lượt là z. để mình có đối tượng mình làm việc ha gọi số công nhân của tổ thứ nhất thứ hai và thứ ba lần lượt là x y và z à, lần lượt là x y và z kỹ nữa thì mình ghi điều kiện là xyz là số công nhân số công nhân thì nó phải là số tự nhiên và khác không ha nờ sao là tập hợp các số tự nhiên khác không ok theo đề ta có mình có gì mình có là tổ thứ nhất nhiều hơn tổ thứ hai là hai người tổ thứ nhất nhiều hơn tổ thứ hai là hai người có nghĩa là mình có x trừ y bằng bằng hai ha đó chú ý điều này ha để chúng ta tí nữa mình sẽ áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau chúng ta sẽ sử dụng điều này rồi bây giờ mình lý luận nè vì năng suất lao động của các công nhân là như nhau à, năng suất lao động của các công nhân là như nhau và ba khối lượng công việc cũng như nhau cho nên là số công nhân và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỷ lệ nghịch vì năng suất lao động của mỗi công nhân là như nhau. Và ba khối lượng công việc như nhau ha. Và ba tổ được giao ba khối lượng công việc như nhau. Và ba tổ được giao ba khối lượng công việc như nhau đó vì năng suất lao động như nhau ba khối lượng công việc cũng như nhau cho nên số công nhân à, nên số công nhân và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỷ lệ nghịch có số công nhân càng nhiều thì thời gian hoàn thành công việc nó càng ít cho nên nó là hai đại lượng tỷ lệ nghịch ha. do đó ta có các em chú ý là hai đại lượng tỷ lệ nghịch đó thì chúng ta có là x1 y1 bằng x2 y2 bằng x3 y y3 bằng x4 y4 ha vân vân. Được chưa? À thế là thường thường mình dùng tới đây là đủ. Thì mình là ba tổ. Y x1 x2 x3 nha. X y z đây là x1 x2 x3. Còn y ở đây là chính là 5 ngày, 6 ngày và 4 ngày. Đó. Thì mình để số trước cho nó đẹp. Thay vì mình ghi là x nhân 5 thì mình ghi là 5x 6y 4z 5x bằng 6y và bằng 4z đó hai đại lượng tỷ lệ nghịch thì mình có x1 y1 bằng x2 y2 bằng x3 y3 nhưng mà để thế này thì chúng ta không có áp dụng được tính chất của dạy tỷ số bằng nhau nha cho nên là mình sẽ biến đổi một xí để mình áp dụng được, được tính chất của dạy tỷ số bằng nhau bằng cách là à, chúng ta sẽ chia ba bạn này cho mẫu chung nhỏ nhất của 5, 6 và 4. Ok. Được không? Mình chia ba bạn này cho mẫu mẫu chung nhỏ nhất, bội chung nhỏ nhất của 5, 6 và 4. Thì 5 với 6 là 30. 30 với 4 là 120. 120 thì thấy là 120 chia cho 2 là mình được 60 đúng không? 60 chia cho 5, 60 chia cho 6 và 60 chia cho 4. Được chưa? Đó, mình nhẩm nhanh mình có thể thấy là 60. Thì chúng ta cần chia 3 vế cho 60 ha. Đây các em. Thì giảng kỹ một số chỗ này ha. 5x bằng 6y bằng 4z. Chia cho 60. Đó. Chia 3 bằng này cho 60. Thì 5x phần 60 chúng ta chia tử và mẫu cho 5 thì mình sẽ được x phần 12. 6y chia 60 mình rút gọn thì y phần phần 10 ha, chia tử và mẫu cho 6. Và cuối cùng chia tử và mẫu cho cho 4 mình được y phần 15. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta có thể áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ha theo tính chất của dãy tỷ số bằng nhau ta có viết lại cái này x phần 12 bằng y phần 10 bằng z phần 15 và bằng ứng dụng cái này nè x trừ y bằng 2 thì mình lấy x trừ y ha x trừ y thì 12 trừ 10 tương ứng nha đó x trừ y bằng 2 12 trừ 10 cũng bằng 2 2 chia 2 bằng 1 à, Quá tốt X chia 12 bằng 1 X chia 12 bằng 1 Thì mình dễ dàng suy ra được X bằng 12 x 1 bằng, bằng 12 Y chia 10 bằng 1 Thì Y sẽ bằng 10 x 1 bằng, bằng 10 Z chia 15 bằng 1 Thì Z bằng 15 x 1 bằng, bằng 15 Ok kết luận ha kết luận vậy số công nhân của tổ thứ nhất thứ hai và thứ ba lần lượt là 12 người. 10 người. Và 15 người. Ok. Rồi. Chúng ta đã xong bài tập ôn tập chương 6 ha. Rồi có chỗ nào không hiểu các em để lại comment nha Còn nếu mà thấy video này hữu ích thì nhớ đăng ký để ủng hộ kênh Thầy An Cũng như là cho Thầy An một like để động viên nha yeah. Thầy An hẹn gặp lại các em ở video sau Thầy An chúc các em học tốt